Chào cả nhà, mình là Mây đây. Hôm nay mọi người lại cùng Mây ra vườn để thu hoạch các loại rau nhé. Sáng nay ra vườn thì có chút se lạnh, không khí khô và gió lắm mọi người ạ. Hôm nay thì mình có thể thu hoạch được mướp đắng này, đậu bắp, rau cải, rau ngót và cà tím cũng đến độ thu hoạch rồi. Mọi người cùng mình thu hoạch các loại rau nha. Mọi người cùng mình hái đậu bắp trước nhé. Đậu bắp nhà mình hiện giờ vẫn rất là sai trái, cứ khoảng 2-3 hôm là mình lại hái được một mẹt đậu bắp đầy mọi người ạ. Những ngọn đậu bắp cao tít và đã cao quá đầu mình từ rất là lâu rồi. Và dưới gốc là mỗi cây thì là có 2-3 nhánh mới bắn ra, vậy nên là mình lại càng thu được nhiều đậu bắp hơn. Có một món mà mình thấy càng ăn càng nghiện, đấy là đậu bắp xào chao. Trước là mình chỉ biết dùng đậu bắp để nấu canh thôi, thế nhưng mà từ hồi mà có vườn đậu bắp thì thử đủ các món với đậu bắp luôn. Đậu bắp luộc, đậu bắp xào, nấu canh đậu bắp các loại. Rồi mình thấy cái món đậu bắp xào chao là món mà mình dễ gây nghiện nhất đấy. Thỉnh thoảng mình lại thấy rất là thèm luôn. Như cây này ngọn chính ở trên vẫn cho ra quả, dưới thì mọc được 3 nhánh mới. Mà là quả nào quả nấy cũng to đều tăm tắp này mọi người. Sau khi thu hoạch đậu bắp thì mọi người cùng mình ra để cắt một ít rau ngót nha. Đợt này Hà Nội có dịch sốt xuất huyết, thế nên là trước khi ra vườn lúc nào mình cũng phải xịt mũi đấy mọi người ạ. Nhiều khi không xịt là ra vườn mũi bu quanh đầy luôn ý. Mọi người có còn nhớ những cái cây mồng tơi tím mà mình trồng không? Giờ là nó vẫn ra ngọn đều nhá. Nhưng mà đây là mình đã để cho nó hơi quá lứa rồi, nên là ngọn đang bị dài và già quá đấy mọi người. Mình sẽ cắt một ít mồng tơi tím vào để lát nấu canh tôm nhá. Thu hoạch rau mùng tơi tím xong thì mọi người cùng mình đi ra góc trồng cây cà tím nhé. Đây là cây cà tím quen thuộc đây cả nhà ơi. Cây thì vẫn đang cho rất nhiều quả, quả sai chữ chịt không này. Mình cũng không đếm kỹ, thế nhưng mà hôm nay chắc là phải thu được mười mấy quả cà tím đấy mọi người ạ. Từ đầu vụ đến giờ là mình đã thu được rất là nhiều cà tím rồi. Các lứa cà tím cứ nối tiếp nhau. Hết lứa cà tím này, sau đó thì mình bón thúc rồi cây nó lại cho ra một cái lứa cà tím mới ấy. Dưới gốc cũng còn một quả này mọi người. Phía ngoài hàng rào là còn mấy quả cà tím. Vừa nãy ở trong vườn là xa quá mình không với được, giờ là mình phải đi ra ngoài rào để cắt đây mọi người này. Và giờ mình sẽ sang chỗ trồng cây mướp đắng rừng để thu quả nhá. Những cái quả nhỏ xíu nó cứ đan xen ở trong lá, mình cứ phải nhìn rồi tìm một lúc thì mới ra ấy.
Mọi người cùng xem hôm nay mình thu được những gì nhé. Hôm nay là mình thu được một rổ rau ngót rất là to. Một rổ rau cải. Rất là nhiều cà tím này mọi người. Và một ít rau mùng tơi tím. Cùng với một rổ mướp đắng rừng và đậu ấp mọi người nhé. Chào mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người những video sau. Bye bye.